Trên con đường hội nhập quốc tế, lãnh đạo Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, mà sau đó chính họ đã phải thừa nhận sự hối tiếc. Điển hình là bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ và gia nhập WTO, tức Tổ chức Thương mại Thế giới. Và bây giờ, rất có thể Việt Nam lại tiếp tục lỡ thêm một con đò nữa, đó là con đò EVFTA, tức Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu-Việt Nam. Khi được thông qua EVFTA, sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội mới, nhiều đơn hàng mới và nhiều đối tác quan trọng khác từ châu Âu, một trong những thị trường tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, với não trạng của những người như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, cho dù vẫn hô hào nền công nghiệp 4.0, nhưng trí óc của các ông thì mới chỉ 0.4. Đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi đến đâu cũng phong cho các tỉnh thành đầu tàu kinh tế của cả nước, khiến cho cả đất nước này giống như một con quái thú với rất nhiều đầu. Còn với Nguyễn Phú Trọng thì ông vẫn luôn hô hào Mác Lênin, áp dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Lênin vào nền kinh tế, cái mà Đảng xưa nay vẫn gọi là kinh tế định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa, một thứ quái dị trái ngược với tất cả các quy luật thị trường tự do. Nó đẩy Việt Nam vào tụt hậu và làm suy thoái sức sống cũng như sự nỗ lực của các doanh nghiệp và doanh nhân. Một điều cần biết rằng, đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu một mặt chẳng giúp cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu để thoát dần phụ thuộc vào Trung Quốc, mà còn ở mặt khác đưa Việt Nam xích gần với xã hội châu Âu, một trong những xã hội tiến bộ văn minh hiện nay. EVFTA xin đừng để lỡ mất và lỡ mãi. Nếu như các vị lãnh đạo không biết chụp lấy thời cơ cải thiện nhân quyền, thì rất có thể Việt Nam tiếp tục lại bị trì hoãn thêm nhiều năm nữa. Nếu không được Nghị viện châu Âu thông qua trước cuộc bầu cử tiếp theo cuối tháng 5 năm 2019, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu EVFTA sẽ đối mặt với sự chậm trễ, rất bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và bất lợi ngay cho chính nhà nước Việt Nam. Một con đường gian truân để đàm phán với châu Âu đã có một lối nhỏ, nhưng vì những sự tráo rỡ đã làm cho con đường đó bị hẹp thêm. Sau 14 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên dự kỳ ở cấp bộ trưởng, trưởng đoàn cung cấp nhóm chuyên viên kỹ thuật kéo dài suốt gần 3 năm, đến ngày 4 tháng 8 năm 2015, Việt Nam và châu Âu đã công bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA giữa Việt Nam và châu Âu. Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2018, phát biểu đầu tiên tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 16 tại Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi: "Tôi rất hoan nghênh các bạn doanh nghiệp châu Âu có tiếng nói với các cơ quan của châu Âu để Hiệp định EVFTA sớm được ký kết và đi vào thực thi." Ngày 23 tháng Giêng năm 2019, tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tại Thụy Sĩ, trong cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp đa quốc gia gồm Apple, Facebook, Google và các hãng lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thêm một lần kêu gọi các doanh nghiệp đa quốc gia góp tiếng nói chung để châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA, tạo điều kiện cho Việt Nam có cơ hội hội nhập. Gần 3 năm đàm phán, sau gần 4 năm đàm phán mà vẫn chưa được phê chuẩn, con đường EVFTA thật gian truân. Và xin đừng thêm một lần bỏ lỡ thời cơ, vì chúng ta đã biết rằng trên con đường hội nhập quốc tế, những người cầm đầu Việt Nam đã bỏ qua nhiều cơ hội, những cơ hội quý bằng vàng, mà sau đó họ lại phải thốt lên những câu hối tiếc, những câu mà chính họ cũng không muốn nhìn nhận, vì đó chính là thất bại của họ. Điển hình như lúc trước thì họ đã hối tiếc vì không chịu bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ và gia nhập WTO. Bình thường quan hệ Việt-Mỹ thì họ nói rằng không thể chấp nhận kẻ giặc ngụy giặc Mỹ. Thế nhưng sau đó vì lợi ích kinh tế, họ phải chấp nhận bắt tay với Mỹ và lại xin Mỹ cho được bình thường hóa. Bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ đã có cơ hội thực hiện ngay sau năm 1975. Nếu bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ được thực hiện trong những năm 76-77 thì tình hình đã khác. Ngay cả cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc tháng 2 năm 1979 có thể cũng sẽ không xảy ra.
tương tự là cơ hội gia nhập WTO, tức Tổ chức Thương mại Thế giới. Việt Nam đã có thể gia nhập WTO trước năm 2000, nhưng rồi cũng bắt nguồn từ các cấp lãnh đạo cao nhất mà Việt Nam thêm chậm trễ. Nay thì đến lượt EVFTA. Khi được thông qua EVFTA sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội mới. Quan trọng nhất là châu Âu sẽ xóa bỏ ngay thuế nhập khẩu, tức về mức 0% đối với 85,6% số dòng thuế, tương đương 7,03% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu. Trong vòng 7 năm, châu Âu sẽ xóa thuế nhập khẩu đến 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Xin được nhắc lại, con số mà Việt Nam có thể được hưởng thuế rất lợi đó là lên tới tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu. Theo số liệu thống kê năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu đạt 38,27 tỷ đô la, với thuế thu nhập khoảng 14%, được đưa về mức 0% cho khoảng 70% tổng số kim ngạch xuất khẩu, thì Việt Nam sẽ nhận được một nguồn tài chính lớn cùng với một động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang châu Âu. Lấy thí dụ về thị trường thủy sản và thị trường dệt may, thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2017 đạt khoảng 8,3 tỷ đô la. Liên minh châu Âu là một trong hai thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với doanh số năm 2018 vào khoảng 1,6 tỷ đô la, tốc độ tăng trưởng khoảng 10% một năm. Thuế xuất nhập khẩu vào châu Âu là khoảng 14%, từ đó có thể thấy được giá trị của EVFTA đối với ngành thủy sản Việt Nam quan trọng đến mức độ nào. Từ mức 14% thuế xuất xuống còn chỉ 0%, giảm được 14% có nghĩa là tăng được 14% lợi nhuận. Cộng với đó là rất nhiều mặt hàng khác thì thấy được tính chất lợi hại của nó như thế nào. Với ngành dệt may, EVFTA cũng là niềm hy vọng rất lớn. Kim ngạch xuất khẩu dệt may sang châu Âu năm 2017 là 3.785 tỷ đô la. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam trong tháng 9 đầu tháng đạt hơn 22,4 tỷ đô la, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Mỹ và châu Âu là hai thị trường xuất nhập khẩu nhiều nhất. Liên minh châu Âu là một trong bốn nền kinh tế hùng hậu nhất của thế giới. Châu Âu là đối trọng với các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Quan trọng hơn nữa, Liên minh châu Âu là một xã hội bao gồm 28 quốc gia văn minh nhân bản. Nền kinh tế châu Âu là nền kinh tế công nghệ hiện đại, với dân số trên 500 triệu người và GDP lên đến 15.000 tỷ đô la. Chuẩn mực châu Âu về nhiều mặt là chuẩn mực văn minh tiên phong, còn nhiều khi còn hơn cả Mỹ. Đàm phán đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu để mở rộng hợp tác với châu Âu là đường đi đúng đắn cần thiết. Đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu một mặt chẳng những giúp cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu để thoát dần phụ thuộc vào Trung Quốc, mà còn ở một mặt khác đưa Việt Nam xích gần tới xã hội châu Âu, tiến thêm một chuẩn mực khác trong nền văn minh của đất nước mình. Nghị viện châu Âu khóa mới sẽ bầu cử vào cuối tháng 5 năm 2019. Phương án tốt nhất cho Việt Nam hiện nay là EVFTA cần được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua. Xin nhắc lại là phải thông qua trước cuộc tuyển cử khóa tiếp theo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân thúc đẩy EVFTA. Các lãnh đạo Việt Nam khác hãy chung tay cùng Thủ tướng. Chuẩn mực châu Âu là niềm mơ ước của nhiều quốc gia. Hãy xóa bỏ rào cản, đừng thêm một lần nữa lỡ cơ hội bước theo tiến độ văn minh nhân loại. Hãy thêm một lần nữa cho chúng ta, những người Việt Nam, cơ hội được tiếp cận với thế giới với những chuẩn mực cao hơn, để dân tộc này, đất nước này có thể phát triển thành một nền kinh tế lớn mạnh, chứ không phải là như lời của Thủ tướng hay Nguyễn Phú Trọng rằng là một con rồng, con rắn gì đó, con rồng đâu không thấy. Khi nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay, từ kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, người ta chỉ không thấy rồng mà thấy rắn, thấy vuông, thấy sáng. Vì với cơ chế hiện nay, những người làm công chức trong hệ thống là những đảng viên,
lại là những kẻ hút máu dân nhiều nhất, tạo thêm các rào cản cho các doanh nghiệp. Thuế sáp nhập đi các thị trường đã lớn, vậy mà thuế nộp cho những ông quan, ông chức, những đảng viên cộng sản lại còn lớn hơn gấp nhiều lần. Và đó là một trong những mối lo ngại thực sự của những nền kinh tế tiên tiến khi đầu tư vào Việt Nam. Vì họ phải chịu những rào cản phi thuế quan rất lớn, và đó là một trong những rào cản thực sự của dân tộc này. Bao lâu chúng ta chưa thay đổi cơ chế, chưa cải thiện nhân quyền, chưa thúc đẩy dân chủ, thì chúng ta mãi sống trong tăm tối với sự tự ti tuyệt vọng. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn lại trong các chương trình lần sau.